Chiều nay ngày 27 tháng 10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An tổ chức tọa đàm kết nối doanh nhân, nâng tầm doanh nghiệp tại khu đô thị 5 sao xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc. Tại buổi tọa đàm, các doanh nhân và đại diện doanh nghiệp chia sẻ về những thách thức khó khăn của doanh nghiệp và giải pháp hành động trong giai đoạn hiện nay, đồng thời chia sẻ bài học quý báu từ thất bại của doanh nghiệp để đi đến thành công. Thông qua buổi tọa đàm, các doanh nhân doanh nghiệp giao lưu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để cùng nhau kết nối kinh doanh và nâng tầm doanh nghiệp của mình.